Nguồn gốc của từ vãi mà giới trẻ hay dùng có gì hay mà được sử dụng phổ biến như vậy? Hàng ngày, chúng ta có thể nghe được không biết bao nhiêu từ vãi được phát ra xung quanh, từ những đứa trẻ trung học cho đến những người lớn vẫn thường dùng với cấu trúc vãi cái gì đó, với giọng điệu, thái độ khác nhau để thể hiện sự ngạc nhiên, vui vẻ, kể cả buồn bực hay là tức giận. Thực tế, từ vãi có nghĩa là rơi ra hay ném vung vãi ra. Trong cuốn Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, từ này cũng có nghĩa là sư vãi, bà vãi để nói về các nữ tu đạo Phật ở chùa. Tuy nhiên, từ vãi lại được giới trẻ sáng tạo ra để chỉ một cảm xúc quá mức như nóng vãi, lạnh vãi. Về sau, họ lại bắt đầu ưa chuộng cách nói vãi cộng với một danh từ khá thô tục để thể hiện cho tất cả cảm xúc bằng ngữ điệu khác nhau. Dần dần, để giảm bớt sự tục tĩu, giới trẻ bỏ bớt phần danh từ theo sau mà chỉ nói một từ vãi. Thế nhưng do quá phổ biến nên ai cũng hiểu sai ý nghĩa của nó chẳng hề trong sáng chút nào. Đây là một thói quen không chỉ ở các bạn trẻ mà nhiều người lớn hiện nay cũng nói như vậy. Điều này làm cho các tính từ của Việt Nam vốn phong phú và chuẩn mực này lại chỉ gói gọn trong một từ vãi thật kém tinh tế và văn minh. Thỉnh thoảng nói thì cũng vui, thế nhưng không nên quá lạm dụng nó để tránh ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của Việt Nam nhé.